Chào em, giờ em muốn hốt cái gì? Nó ngắn lại trên đây. Cái này, rồi cái này để sát chân ha, để trắng luôn ha. Bây giờ sẽ thực hiện nhắc phần lên cho ngắn lên. Phần này em sẽ để sát chân luôn, phần này thẳng lên nha. Tóc em là tóc xăng tự nhiên ha. Anh sẽ hướng dẫn cho cách cắt bộ tóc này nha. Tóc xăng nè, để muốn người nhìn thấy cái đầu tóc này xăng tự nhiên á. Rồi phần dưới này mình sẽ để sát chân luôn ha. Gương sẽ thêm cắt. Thì trước tiên là muốn cắt đường mái tóc á, Gương để ý chải theo đường ngôi tóc khách hàng ha. Chàng khăn xong rồi em chải đường ngôi khách hàng xong rồi hỏi khách hàng cắt kiểu gì nha. Rồi mình sẽ thực hiện cắt. Đầu tiên là mình sẽ sử dụng kẹp lại đường ngôi chúng nha. Em sẽ sử dụng một cái tăm tơ viền nè, trắng cái viền cho nó rõ nét chứ. Trắng cho nó thẳng hàng cho nó kéo ra để nó hơi nó bị phạm nha. Đừng cho nó bự quá. Đầu anh sẽ sử dụng lược nha, em coi ha, để ý ha, lược anh sẽ chảy xuống và nó xuống tóc xuống. Và đồng thời tóc đơn của mình á, đầu tiên á, mình hạ hết đầu xuống ha, hạ xuống hết, rồi mình sẽ đẩy được trực tiếp để thẳng lên, từ dưới đây, đi thẳng từ từ lên. Khi mà ví dụ như cái da của khách hàng á, nó đùng quá, mình sử dụng ngón tay mình đỏ lại, căng cái da lại cho cái đừng có bị đùng lại, khi mình đẩy nó mướt hơn, đi thẳng lên. Khi đồng thời càng lên cao, anh sẽ đi thẳng đi ra ngoài nha, chứ không có đi phạm vô trong nha. Đó, em để ý thao tác của anh. Để thẳng lên như thế. Tại vì mình nếu mà mình đẩy mà bấm vô da đầu á thì một lát nó ở trên đây nó sẽ ốp vô, nó sẽ không được thẳng đứng cái khung tóc, cho nên nó không được đẹp. Ra là khi càng lên cao là phải hướng cho nó ra ngoài một tí, đừng có tay đỡ lại. Đó. Đó, chỉ cần thao tác như thế thôi, không cần phải cầu kỳ gì. Rồi tiếp tục mình chải tóc xuống nha. Lấy cái tay, ngón tay cái đỏ cái lỗ tay khách hàng xuống, dùng cái tăm tơ. Em sẽ đi thẳng lên. Tương tự phía sau cũng vậy. Phía sau thì cái phần gáy tóc của khách hàng á, nó mọc ngược, thì cứ đẩy xuôi xong một lát cũng phải đẩy ngược lại nha. Nó mới có thể là cắt được sát chân được. Nếu mình đẩy xuôi như thế này là cái chân tóc nè nó vẫn còn nữa, không thành ra là mình phải đẩy ngược nữa. Đó, như vậy là sơ lược mình đã hoàn thành phần dưới này xong. Bây giờ phần dưới này anh sẽ muốn làm cho nó trắng hơn nữa. Phần dưới anh làm cho nó trắng hơn nữa. Rồi anh sẽ phủ tóc sơ qua để mình nhìn nha, để ý mình coi có cái chỗ nào nó còn bị lẫm chỏm hay là bị sọc hay là cái chỗ nào đang trắng hay không. Rồi sẽ sử dụng một cái tông đơ gì. Anh sẽ đi lại phần dưới chân này cho nó sát hơn nữa và nó trắng hơn nữa, cho nó sạch hơn nữa, đẹp hơn nữa ha.
rồi như vậy là phần kim tóc cái này nó làm cho nó khác rồi. Rồi tiếp tục là sẽ lên cái phần giữa và phần cao trên đây, mình sẽ đánh bóng nó lại. À, để mình ra lên hết cả, bắt đầu đi phần giữa. Tiếp tục phần trên dùng lược cày đi nhẹ nhàng từ từ lên, đồng thời cái lược của mình là hướng ra ngoài nha, bẻ cái hướng cái mỏ cái lược ở trên á, bẻ hướng thẳng đứng, chiều thẳng đứng nha, chứ không cắm cái lưỡi lược vô trong cái đầu nha, chỉ thẳng lên. Đó, anh Trung Cương nhìn cái thao tác của anh làm sao, mốt mình sẽ làm vậy. Khi mình hớt xong á là mình nhìn cái kiến vô gương trong á, coi coi có bị lồi hay thế nào cho nó đều chưa, thì mình thực hiện qua tiếp ở đây. Rồi còn phần tiếp tục phần bên đây á, thì á, theo như cái tóc này á là mình đừng có nên là không nên là kẹp lên nha, không có kẹp lên nha, mà cũng để thả cho tóc nó xuống chuyện tự nhiên rồi mình hớt luôn. Chỉ kẹp là kẹp cái gì, cái phần mái tóc ha. Đối với cái tóc này là không nên kẹp, không nên kẹp như thế này, khi mình cắt sẽ có cái khớp tóc không kẹp ha, là mình phải chỉ kẹp cái phần mái, giữ phần mái là thôi, còn phần này mình sẽ đẩy lên. Thì cũng tương tự như bên kia, tôi sẽ dùng con đơ tôi hạ thúc hết nè, tôi hạ xuống hết ha, tôi sẽ đẩy thẳng lên một đường cho anh đẩy luôn, đồng thời ngón tay cái của mình giữ cái da khách hàng là căng da ra cho nó thẳng ra. Rồi đi thẳng lên. Đó, mình sẽ đi thẳng lên ha. Rồi bắt đầu ở phần chân tóc là mình sẽ đẩy sát giống như bên kia ha, mình sẽ sử dụng công đôi gì mình sẽ đi nó đi sát chân luôn. Mỗi một người thì có mỗi một cái cách cắt khác nhau ha, mỗi kỹ thuật cắt khác nhau, thì đối với anh thì anh cứ cắt đơn giản thôi. Đó, anh theo thao tác của anh, hoặc là những cái những người khác, những người thợ khác thì mỗi có một cái trường phái khác. Rồi cái phần chân cái này là mình đã làm cho nó trắng rồi ha. Yeah.
và tiếp tục phần trên đây. Anh sẽ đẩy sát lửa tung lơ lên và đồng thời anh sẽ đi bằng lượt nha. Anh sẽ đi được cái lưng viền này nè. Anh sẽ đánh cho nó mốt lại cho nó không có khớp. Đi thẳng lên, chú ý nhìn ha. Đúng dạng. Rồi cái đoạn này đã xong ha, bây giờ anh sẽ làm cái đoạn giữa này. Anh sẽ hạ cái tung đơn xuống hết luôn. Hạ cái cỡ tung đơn xuống hết. Bắt đầu mình sẽ đánh đoạn giữa này. Đi thẳng lên cũng giống vậy luôn, mà mình sẽ đi thẳng lên. Đó, là mình sẽ đánh cái liền cái mí với nhau, nó sẽ không có cái khớp tóc. Rồi xong nó đồng thời đó mình sẽ nhìn vô trong gương, mình thấy gương tóc của mình nó có bị lơi chỗ nào, nó còn bị nhô không, bị lòi không thì mình sẽ sử dụng tiếp, mình sẽ chỉnh sửa tiếp. Còn nếu như đã ok rồi thì thôi, tại vì cái tóc này là cái tóc khách hàng bên đây là tóc này tóc quăng. Đó, sử dụng cái lược và tông đơ, mình sẽ đi những cái đường viền cái này nè, cho nó mướt lại, cho nó thấy chỗ nào mình chỗ nào nó còn bị đen quá và nó có cái khớp á, mình sẽ đi lại một lượt. Tiếp tục phần sau ót ha, cũng tương tự giống như hai bên mình hết vậy đó. Trước tiên em sử dụng cái tông đơ hạ thấp xuống hết, em sẽ đi một cái đường đi lên thẳng lên, bắt nối từ bên đây đi lên đây, chọn vị trí dừng là cái ót mình muốn sử dụng, ót cao ót thấp gì đó mà mình sẽ ngừng. Đối với tóc này em sẽ hất lên cái ót cao lên luôn ha, mà để ý ha. Cũng như vậy, đi càng lên cao càng thẳng lên hướng ra ngoài nha, chứ không phạm vô trong da đầu nha. Rồi phần trên này thì lát nữa mình sẽ xử lý tiếp. Rồi tiếp theo là mình sẽ sử dụng cái tông đơ mình hớt sát phần chân tóc này. Sẽ đi từ phần bên đây. Để ý là cái lượng tôi đặt đứng theo chiều đứng như thế này, tôi sẽ đẩy lên để thẳng lên.
và đồng thời hướng cái lược nó nằm ra ngoài tí. Chỗ nào nó bị hớp á, thì mình nên giữ cho nó đen hơn tí, còn chỗ nào mà nó lòi quá thì mình không bớt. Anh sẽ thực hiện đường cắt xuôi ha, anh sẽ bắt một đường thẳng xuôi, dùng ngón tay kẹp lên và xác định chiều dài cần mong muốn mình muốn cắt, lớp thứ nhất và lớp thứ hai, và mọi người tiếp theo mình cũng nói tiếp theo như vậy. Mình cứ đắp nói theo liên tiếp như vậy, bắt theo xuôi chiều, cắt dài xuống dưới phần mái. Nó cần để ý theo cái tay của anh làm, thao tác của anh làm luôn, cái móc áp dụng theo. Tiếp tục là xác định phần mái khách hàng cần mong muốn cắt tới đâu. Cái dàn này thì muốn cắt cho nó gọn cái mái lên thì mình sẽ cắt gọn lên. Rồi, thằng bên đây mình đã cắt xong rồi, bây giờ mình sẽ di chuyển giữa bên đây, mình muốn cắt ngược lại như vậy ha. Ngược lại vậy luôn ha. Đây, lấy cái đường viền của nó mình cắt phần mái, bắt tóc là thực hiện được cắt ngang nó liền với nhau, là khi đó cái tóc khách hàng nó cũng lúc nào cũng đều với nhau. Rồi mình đã cắt được cắt xuôi xong rồi ha. Rồi, tiếp theo mình sẽ đứng về phía bằng sau, mình sẽ thực hiện được cắt ngang, bắt khung ngang nữa, sẽ đánh lại. Mình vừa kiểm tra coi cái có chỗ nào dài ngắn không. Và đối với cái tóc này á, thì mình không cần phải tỉ mỏng, tại vì cái tóc của anh này á, là tóc xăng, nhưng mà khi nó xăng vậy thôi, nhưng mà tóc nó rất là mỏng nha, cho nên mình không sử dụng cái tỉ mỏng gì hết. Mình chỉ cắt, đồng thời mình vừa cắt mà vừa kết hợp như kiểu cắt này á, nó tạo cái độ xô le cái phần kiểu tóc của mình, giúp cái tóc mình nó đều và tự nhiên hơn. Còn nếu mà tóc này mà đem đi tỉa thì nó mất cái phẩm chất của tóc đẹp rồi, nó mỏng quá nó không hay. Rồi xong,
tạm thời cái này xong rồi bây giờ mình sẽ trải xuống hết, mình coi cái máy còn dư dài chỗ nào mình sẽ cắt bớt đi. Rồi đoạn này mình có thể sử dụng lược đỏ lên đánh bóng rồi một cái xíu đỏ thẳng lên, mình đánh bóng là những nào nó còn hơi bị dài dư tí nè cho nó so le lên tí. Cách cắt này là vừa giúp loại bỏ tóc dài thưa dư và thứ hai nữa giúp cho cái tóc mình nó tạo độ so le, đồng thời là khi mình đỡ cái lược lên mình cắt á, là mình sẽ không cắt dứt khoát một cái đường cắt dứt khoát, nhưng mà mình cắt lực cắt nhầy, nghĩa là 50% lực và để giữ lại 50% lực để gì cho cái độ tóc của mình nó có cái độ so le và tự nhiên hơn nha. Vậy là ok, thì mình đã hoàn thành xong cái kiểu tóc này rồi, thì bây giờ mình sẽ tiến hành bắt đầu mình sẽ cạo xong rồi bắt đầu xả tóc cho khách hàng coi thử cái tóc mình ok chưa nha.